Sĩ Phật Yam Bim Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Duti Yam Bim Sangkhang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tati Yam Bim Buddhang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tati Yam Bim Thammang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tati Yam Bim Sangkhang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thị Saranam Nithitam. Pháp quy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Ma na thị ba tam, về ra mặt đi sao bất năng sa mặt dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về ra mặt đi khắp sa mặt dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. A brahmacharya về ra mặt đi khắp sa mặt dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Mụ sa wa đa về ra mặt đi khao bất năng sa mặt dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sư ra mê ra nhà mặt cha pa ma đa na về ra mặt đi khao bất năng sa mặt dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dị dương rượu và các chất sai. Quy ca lạc hô chạc nam về ra mặt đi khắp lăng thâm mặt dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự ăn sới giờ. Lạnh chạy ta qua đi ta quý su ca đa sa nam hà la gân tha quý lê ba na tha ra nam anh đà na quý phu sa na tha nam. Quê ra mạ ni chí ca bà na sa mạ đi dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quý chánh xa sa mô hát thô càng đờn sa mô hát nghe đàn trang điểm thô bạc thơm dầu phân và đeo tràng hoa. Jai Sayanam Maha Sayanam Velamani Kabang Samadhi Yami. Còn xin bao nhiêu điều học là quý tránh xa chỗ nằm ngồi nếu quá cao và xinh đẹp. Panati Bata Veramani Sik Kha Ba Đăng Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự sát sanh. Adinna Dana Veramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya Veramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Musawada Veramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rajamachapama Dathana Veramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikala phô chana, veramani sik
kha ba đằng sa ma đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nách cha ghi ta hòa đi ta quy su ca đa sa na ma la gần tha quy lệ ba na tha ra na man đa na quy phù sa na tha na quê ra ma ni xích kha ba đằng sa ma đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa vật thơm, rồi phấn và đeo tràng hoa. Cha Sajana Maha Sajana Quê Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi cao, quá cao sang và xinh đẹp. Imang Athangasamang Nagatang Buddhap Bành Nha Tăng Upo Sa Thang Imang Charat Tình y mạnh cha đi qua sang samana nề qua avirak khi tùng samadhi yami. Con xin thọ trì bát quan trai giới, chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Mani at thasika madani ubo satasi lawase nai man charateng ni man jadi wasang sa thukang katoa abamade na samarak hitap bang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và bác quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải long quân dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng để vui. A ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tin yon tị, sì lê na phu ca sâm bạc đàn, sì lê na nê phu tin yon tị ta smang. Si lăng quỷ số tha diêm, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật để được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thay. Dạ, chúng con kính tri ân sư Trí Đức đã truyền tam quy và bát quan trai tới đến hôm nay. Xin thay mặt đạo tràng sám hối bằng tam bảo. Uta mang ghe na quan đề hàng bà đa bằng sùng và rút ta. Ta mang đề yo khali to do so bút thô khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uta mang ghe na quan đề hàng tham mạnh cha đu vít hàng qua rằng thầm mê yô khá li tô đô sô thầm mô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uta mang ghe na quan đề hàng sang khanh cha du vít ho ta mang sang khê yo kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, tăng bảo tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. So,
tha la tho tu tho vô na ho bút tha sa ta ne a ro vô tu tho i sa sa bế nhà ti phi sa tha la tham Sư Kỳ Tha Vô Rô Ná Hà Vô Thá Sa Sa Nê A Rô Gá Sư Kỳ Tha Hô Y Sa Hà Sập Bê Nhà Thí Phi Tê A Tha La Tha Sư Kỳ Tha Vô Rô Ná Hà Vô Thá Sa Sa Nê A Rô Gá Sư Kỳ Tha Hô Thá Sa Hà Sập Bê Thị Nhà Thí Phi Cậu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cậu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui trong mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay. Dạ, con kính tri ân sư. Tiếp theo con xin được hồi hướng đến chư thiên. A ca sa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ka bun nhang no anu mo đăng tu chi rằng rắc khang tu sa sa năng. A ca sa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ka bun nhang no anu mo đăng tu chi rằng rắc khang tu no ga ru. A ca sa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anu mo đăng tu chi rằng rắc khang tu nhà ta vô. A ca sa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anu mo đăng tu chi rằng rắc khang tu ba ni no. A ca sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anu mô đăng tu chi rằng rắc khang tu no sa đàng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hội trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kin chi kusala kam mang kat tap bang kiri yang mama ka ye na wa cha mana sa ti da se su ga tang ka tang ye sat ta san ni no a thi ye cha sat ta a san ni no ka tang bun nya pha lang mai hang sap bê pha ghi pha quan tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đình năng bùn nha pha lăng ma già dê cha ta tha na cha nan ti đề qua gần tòa ni quê đa dùng sắp bê lô cầm hi dê sát ta chỉ quan ta hà ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, để là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng vô nhà tì nằng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng, thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng quá ta mề bùn nhàng à sa quắc kha già qua hàng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đàng mề bùn nhàng ni bà na sa bách cha dồ hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả niết bàn. Do phước báo mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy tam bảo trọn đời này và mãi mãi cho đến khi chứng đắc được đạo quả giải thoát. Dạ, với phước báo nào có được trong việc tụng kinh tam bảo, thọ trì tam quy và bát quan trai giới trong ngày hôm nay, con kính dâng phần phước này đến chư thiên, đến quý sư, đến quý cô tu nữ,
Con xin chia đều phước này đến quý hội chúng đang hiện diện trong Zoom Phật giáo Nam Truyền đồng đều nhau cả thầy. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và bát quan trai giới, hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền Tam Quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy, bát quan trai giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não, mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, bây giờ là đúng 4:30. Dạ, con vẫn chưa thấy sư Pháp Thanh vô ạ. Dạ, con không biết hôm nay sư Pháp Thanh có giảng không, con cũng không biết. Dạ, giờ này con đã hoàn tất nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy và bát quan trai giới. Con chưa... À, con đã thấy sư Pháp Thanh vô. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh Pháp Sư. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Brahmacaloka thibati sahambati Katang chali an thi warang ayachatham Santi thasattap barachak khachatika Dese tu thammang anukam bimang bachang Sat tham ma phê rinh quy na danh cha ca giang Sụt tánh cha bàn thăng a phi tham ma chăm măng A cô ta danh tô cha tu sắc cha đàn đăng Bạp bố tha này dê bà ri sa dạ mạnh trềm. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh Pháp Sư cũng đã hoàn tất. Dạ, giờ này... Con xin ra mic lại cho sư Pháp Thanh để sư thử âm thanh và chuẩn bị cho bài giai. Dạ, con kính dâng mic đến sư Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Chẳng biết là âm thanh trong đạo tràng có nghe được rõ không ạ? Dạ dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Hôm nay thì chúng ta học cái Ngưng Bộ Kinh và cái câu thứ 10 các ngoại đạo sư. Không biết là chắc hôm nay cô Nhật Quỳnh đã bận công việc, không có thể post bài được. Không biết có vị nào có thể bóp bài giúp sư không ạ? Dạ, cảm ơn Như Quang. Dạ. Và trước khi vào phần giảng giải chia sẻ Phật Pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, để tâm bảo một cách tóm tắt
Dạ, rồi sau đó mời cô Kim Dung Quang Hỷ đọc dùng phần chánh kinh nha. Dạ. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya. Namo dhammaya. Namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đi diệt dịch, Ngài đi diệt tận vô minh nhập não. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi, thảy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức Pháp Thể Thân An chúc tất cả quý tu nữ với Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo nhiều thiện trong đời sống, hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cô Kim Nhung Quang Hỷ đọc dùng phần chánh kinh. Phần chánh kinh hôm nay thì cũng hơi dài. Cảm ơn cô Như Quang bác bài và cảm ơn cô Kim Nhung. Dạ, mời cô Kim Nhung Quang Hỷ đọc dùng phần chánh kinh. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con xin được đọc bản chánh kinh ạ. Kinh Tương Ưng, chương 2, Tương Ưng Thiên Tử, phẩm các ngoại đạo. Bài 10, các đạo sư. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở thành Vương Xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi rất đông thiên tử là đệ tử của nhiều ngoại đạo sư Asama, Xá Há Ly, Ninh Cá, Akko Tắc Cá, Quê Tâm Bá Ri và Manawa Ga Mi Giá. Khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thủ thắng chói sáng toàn vùng Chê Tá Quán Á đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Asama nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về Burana Kassapa. Ở đây nếu có người chém giết hay hại người, Kassapa không thấy qua các hành động ấy là ác nghiệp cho mình hay công đức cho mình, ngài tuyên bố như vậy làm căn bản đức bậc đạo sư đáng được tôn kính lễ. Rồi thiên tử Xá Há Lý nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về Mắc Há Lý Gô Sa Lá, khổ hạnh và yếm ly khéo điều phục tự chế, từ bỏ các lời nói gây đấu tranh với người, thăng bằng tránh phạm tội, nói những lời thực ngữ, ngài không bao giờ làm các tội phạm như vậy. Rồi thiên tử Ninh Cá nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về Nigatha Nata Buddha, vị tỷ kheo yếm ly sáng suốt theo tế hạnh, khéo theo bổn tự chế, chỉ nói điều nghe thấy, không phạm điều lỗi lầm. Rồi thiên tử Akko Tắc Cá nói lên về bài kệ này trước mặt Thế Tôn về các ngoại đạo sư. Các ngoại đạo sư này như Bakku Tắc Cá và Kati Yana cùng với Gan Thá, kể cả Mắc Khá Lý và cả Burana, mỗi vị là đạo sư, chúng đệ tử của mình đã đạt sa môn quả, không xa bậc chân nhân. Rồi thiên tử Quê Tâm Bá Rí nói lên về bài kệ này với thiên tử Akko Tắc Cá. Con can ghê tởm có chu sủa thế nào, làm sao tránh bằng được, làm sao sánh bằng được tiếng rống con sư tử, lõa thể nói vọng ngôn, lãnh đạo môn đồ chúng, làm các hạnh tà vậy, làm sao sanh thiện nhân. Rồi ác ma nhập vào thiên tử Quê Tâm Bá Rí nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Tu khổ hạnh yếm ly, sống viễn ly hành xác, đắm say trong sắc pháp,
hoan lạc mê thiên giới, dầu họ bị tử vong, chắc chắn họ giảng dạy, hướng dẫn thật chân chánh, đưa đến đời về sau. Rồi Thế Tôn biết được chính là ác ma, liền nói lên bài kệ cho ác ma: phàm những sắc pháp gì, đời này hay đời sau, với màu sắc thù diệu, chói sáng giữa hư không, cả những sắc ấy được ma vương tán thán, chúng chỉ là bẫy mồi quăng ra để diệt cá. Rồi thiên tử Manawa Gamiya nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Về Thế Tôn, trong tất cả ngọn núi ở tại Vương Xá Thành, ngọn núi Quý Bú Lá được gọi là tối thắng. Trong dãy núi Tuyết Sơn, ngọn Bạch Sơn tối thắng, giữa các loại không thành, mặt trời là tối thắng. Giữa các loại thủy lộ, đại dương là tối thắng. Trong các loài tinh tú, mặt trăng là tối thắng. Giữa thiên giới địa giới, Phật được gọi tối thượng. Dạ hết chưa chị? Dạ vậy là chắc hết rồi. Dạ thưa sư, đó là bản nội dung của bản chánh kinh ngày hôm nay. Dạ con kính dâng mic đến sư. Dạ xin sự được sư giảng giải. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Cảm ơn cô Như Quang và cảm ơn cô Kim Nhung rất nhiều. Dạ. Ở đây thì chúng ta thấy rằng có những cái vị thiên tử đã đi đến và đã nói lên cái ý nghĩ của mình về các ngoại đạo sư. Mỗi người tán thán cái vị đạo sư mà đã chỉ dẫn cho mình tu tập và được tái sanh về cái cõi chư thiên, trở thành những cái vị thiên tử. Thì trước khi đi vào cái phần chính văn thì xin sơ lược để quý vị thấy về cái bức tranh về các cái tôn giáo trước khi có Phật giáo xuất hiện. Thì như quý vị đã đọc trong cái về giang thì trước khi mà Bồ Tát từ bỏ cung vàng điện ngọc, địa vị là thái tử, thì ở xã hội Ấn Độ đó là do cái Bà La Môn họ nắm cái phần tư tưởng tôn giáo thời bây giờ. Thì trong cái Bà La Môn thì nó cũng có rất nhiều những cái vị giáo chủ, mỗi vị thực hành theo mỗi cái kiểu cách. Rồi bên cạnh đó là nó cũng có những cái sự thờ cúng theo cái chúng ta ở đây theo cái nghĩa là tập tục của dân gian. Tức là trong cái Bà La Môn á thì cũng có nhiều cái giáo phái họ thờ cúng thần, thần sông, thần núi, hay là hoặc là những cái vị thần rừng, thần sư tử, cọp beo chẳng hạn. Nó rất là nhiều, rất là đa dạng về cái sự thờ cúng. Rồi chúng ta thấy rằng sau khi mà thái tử từ bỏ cung vàng điện ngọc, quyết chí đi tìm cái con đường giải thoát cho chính mình, và sẽ chỉ dẫn cho chúng sanh được cũng giải thoát.
Thì Ngài cũng trải qua cái sự tu tập rất nhiều những cái vị giáo chủ của các cái vị Bà La Môn, từ cái tu về các cái thiền định, Ngài chứng đạt các cái tầng thiền sắc giới, rồi tìm cầu tu tập với những cái vị đạo sư cao hơn, tu tập pháp môn thiền vô sắc giới. Ngài cũng đã đạt đến những cái tầng thiền cao nhất thời bây giờ, tức là Bồ Tát cũng chính đạt đến phi tưởng, phi tưởng. Nhưng mà đó, Ngài thấy rằng mặc dù đạt được những cái tầng thiền cái tâm nó an tịnh, nhưng mà cái con đường giải thoát thì chưa có tìm thấy. Cho nên bắt đầu Ngài mới từ bỏ. Thì lúc đó, người ta rất là tôn trọng cái pháp. Nên là Bồ Tát cũng dấn thân vào cái con đường tu khổ hạnh để mong rằng tìm thấy cái sự giải thoát trong cái pháp pháp môn này. Ngài đã thực hành đến mức tận cùng của cái sự tu khổ hạnh, nhưng mà Ngài cũng không tìm thấy cái sự giải thoát. Cho nên sau khi mà dùng trí tuệ suy luận, thì Ngài mới thấy rằng cái con đường lợi dưỡng của thế gian, thụ hưởng vật chất sắc thinh vị xúc, thỏa mãn các căn, nó cũng là một cái cực đoan để trói buộc chúng sanh trong vòng quay sinh tử luân hồi. Nhưng mà cái con đường mà tu khổ hạnh nó cũng là một cái cực đoan. Hai cái cực đoan này không thể nào mà đưa đến cái sự giải thoát. Cho nên Ngài mới tìm ra cái con đường trung đạo, tức là từ bỏ cái lợi dưỡng mà cũng từ bỏ cái khổ hạnh. Cho nên bắt đầu Bồ Tát mới thực hành theo cái con đường trung đạo. Ngài đã đạt đến cái đạo quả cao thượng chánh đẳng chánh giác. Thì từ đó mới mở ra một cái sự thực hành để đi đến giải thoát, đi trên cái con đường trung đạo, thực hành đầy đủ các cái pháp độ, bổ túc đầy đủ các pháp ba la mật, cho nên là đưa đến thánh đạo thánh quả từ các bậc thánh hữu học cho đến thánh lậu tận giải thoát để chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên cái thời kỳ bây giờ đó, thì về cái tôn giáo ở Ấn Độ nó rất là đa dạng. Rồi sao? Rồi mỗi vị giáo chủ là tôn xưng cái giáo pháp của mình, mà chê bai kích bác các cái phương pháp của các cái giáo phái khác. Cho nên là cái thời kỳ bây giờ là về cái tôn giáo ở Ấn Độ nó rất là rối ren. Thì quý vị đã nghe trong cái lời dạy của Đức Phật về cho các cái người Kalama, ở
Kalama là nó cũng giống như một cái trú xứ mà các cái đoàn thương buôn thường hay đi ngang qua cái trú xứ này. Thì các cái tôn giáo hồi lúc đó họ hay thường đi cùng với các cái đoàn thương buôn để mà mở mang giảng dạy cái chủ thuyết của cái giáo phái của mình. Cho nên đó là khi mà đi đến Kalama thì các vị giáo chủ nào cũng nói là cái giáo pháp của mình nó là cao thượng nhất, rồi kích bác chê bài các cái giáo pháp của các cái giáo chủ khác. Cho nên là người Kalama khi mà Đức Thế Tôn đến cái trú xứ này, họ đã trình bày lên cái ý nghĩ của mình về các cái ngoại đạo sư, thì Đức Phật đã khuyên dạy người Kalama là phải dùng trí tuệ để tìm hiểu một cách cặn kẽ trước khi mà chúng ta đặt cái niềm tin. Cho nên trong cái đường lối tu tập, chúng ta phải có trí tuệ theo cái lời dạy của Đức Phật. Quý vị thấy rằng đó, nếu mà cái niềm tin của mình không chân chánh, chúng ta không dùng cái trí tuệ để áp dụng, để so sánh, để phản tỉnh xem xét suy niệm về cái phương pháp tu tập. Nếu mà chúng ta vội vàng đặt cái niềm tin mà nếu cái phương pháp, cái đường lối thực hành này nó không chân chánh thì rất là nguy hiểm trong nghề kiếp sống. Kiểu gì thấy rằng mặc dù mấy cái vị thiên tử này đó, họ tu tập, họ đạt đến những cái tầng thiền, và sau khi chấm dứt tuổi thọ thì họ tái sanh về những cái cõi trời, họ hưởng thụ những cái hạnh phúc của đời sống tiên thiên. Nhưng mà sao? Về cái vô minh, những cái sai lầm cũng vẫn còn. Cho nên á là Đức dạy chúng ta là ngay trong cái đời sống hiện tại này, nếu mà chúng ta không có dùng trí tuệ để chúng ta diệt trừ những cái tà kiến mê lầm, những cái đường lối thực hành lệch lạc, thì chúng ta sẽ còn vô minh lầm lạc trong nhiều kiếp sống. Cho nên là cái nhiệm vụ hết sức quan trọng trong cái đời sống hiện tại này là chúng ta phải dùng trí tuệ, rồi chúng ta xem xét những cái tôn giáo, những cái niềm tin, những cái đường lối thực hành của các đạo sư, để chúng ta tìm thấy một cái sự tu tập chân chánh. Thì quý vị thấy rằng hiện tại cái xã hội cũng vậy, nó rất nhiều những cái đường lối thực hành, rồi mỗi người thì lại tin theo cái truyền thống của mình, hoặc là tin theo cái sự suy luận của mình, những cái tập tục của dân gian cũng có, rồi có những cái vị mà đề cao
và những cái pháp môn tu tập. Ngay cả cái xã hội hiện tại bây giờ cũng vậy. Rồi thường thường là gì? Người ta đề cao lên một cái đấng cao thượng nhất là gì? Là Thượng Đế. Hay là gì đó. Rất là nhiều cái danh từ để chỉ cho cái đấng tối cao đó. Rồi bên cạnh cái những cái gì mà đấng tối cao này là các cái thần linh có cái quyền năng trừng phạt ban thưởng. Rồi thường thường đó quý vị thấy rằng các cái vị mà giáo chủ người ta cũng tự xưng là con của các cái đấng phạm thiên, con của là của các cái đấng tối cao đó, để mà làm cái công việc là giảng dạy các cái giáo phái, các cái giáo thuyết của mình. Thế cho nên là nếu mà chúng ta không có dùng cái trí tuệ để mà phân biệt, để tìm hiểu, thì chúng ta dễ bị dẫn dắt bởi những cái niềm tin lệch lạc. Và cái nguy hiểm ở đây là gì? Là không phải là chúng ta chỉ sai lầm ở trong cái kiếp sống hiện tại này, một cái thực hành theo một cái đường lối sai lầm, mà nếu mà chúng ta không có sáng suốt thì cái mê lầm tà tính này đó nó còn dẫn dắt chúng ta trong nhiều kiếp sống. Cho nên là chính vì dạ, alo, alo ạ, đạo tràng còn nghe không ạ? Dạ, con thưa sư, con không thấy sư ở trên, sư đây bị rớt mic ạ. Dạ con thưa sư, sư đã bị rớt mic ạ. Dạ con không nghe tiếng sư nữa ạ. Không biết đạo tràng có nghe tiếng sư giảng không ạ?
Dạ, đại tràng hân hỷ chờ sư vô ạ. Dạ, dạ sư đã vô. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, 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 cảm ơn cô Kim Nhung rất là nhiều. Dạ, xin chư tôn đức chào tất cả quý vị quan hỷ. Không biết đường truyền nó bị trục trặc sao mà nãy giờ thì trô ra. Xin chị quan hỷ thông cảm. Cho nên cái vấn đề mà trong cái đời sống hiện tại này, chúng ta phải dùng trí tuệ để tìm hiểu các cái giáo thuyết, rồi chúng ta phải phân biệt những cái giáo pháp nào là cái sự chân chánh để chúng ta thực hành, để đem đến cái lợi ích trong đời sống hiện tại. Chứ chúng ta không nên tin vì cái truyền thống gia đình, truyền thống của dân gian, hay là suy luận cái đường lối như vậy đem đến cái lợi ích tốt đẹp, rồi chúng ta vội vàng xác lập cái niềm tin của mình rồi thực hành, nhưng mà nó không đưa đến cái giải thoát. Thì quý vị thấy rằng đó, các cái giáo phái của Bà La Môn cũng có những giáo phái thực hành để đem đến cái
đạt ở cõi trời, đạt được những cái sự an lạc hạnh phúc trong những kiếp sống, nhưng mà nó còn dính mắc ở trong thế gian, chứ không phải là cái sự giải thoát. Cho nên nếu mà chúng ta thực hành như vậy thì chúng ta vẫn còn bị trói buộc, trôi lăn trong cái vòng quay sinh tử luân hồi. Cho nên là chúng ta phải tránh những cái bẫy mồi. Cái bẫy mồi có những cái phương pháp thực hành, nhưng mà nó không có đưa đến cái sự giải thoát, nó cũng đưa đến cái hạnh phúc nhân. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng đạt được những cái phương pháp này để đạt được những cái hạnh phúc nhân thiên vậy là được rồi, an lạc rồi, thì chúng ta sẽ chỉ dừng bước ở những cái pháp môn mà thực hành để tái sanh những kiếp sống tương lai được tốt đẹp. Nhưng mà quý vị biết rằng mặc dù những người có địa vị, có tài sản, có quyền thế trong cái thế gian này, nhưng mà sao? Nó vẫn còn khổ. Mỗi một cái gì nào mà những chúng sanh còn bị giam hãm, còn bị trói buộc trong cái vòng quay sanh tử luân hồi này là còn khổ. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là những cái người mà có quyền thế, có địa vị, có tài sản, những cái vị chư thiên, phạm thiên, hay là cái vị mà đại phạm thiên là an lạc hạnh phúc, rồi chúng ta thực hành để đạt được những cái điều đó là chưa có giải thoát ra khỏi cái thế gian này. Cho nên là khi mà ma vương tán thán những cái đường lối để mà thực hành để đem đến cái hạnh phúc an lạc nhân thiên đó, thì Đức Phật mới nói đó, là những cái phương pháp đó là chỉ là những cái bẫy mồi để cho những chúng sanh thiểu trí thực hành theo để dính mắc, để ma vương có cái khả năng mà điều khiển những cái chúng sanh đó mà. Còn nếu thực hành theo cái con đường trung đạo, con đường bát chánh đạo, thì sẽ vượt thoát khỏi tất cả những cái bẫy mồi đó mà mới có thể đạt đến cái sự giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên là cái vị thiên tử mới so sánh trong tất cả các ngọn núi thì cái ngọn núi Vipula là cao nhất. Rồi trong những cái dãy núi Tuyết Sơn hay là gọi là dãy Himalaya đó thì sao? Thì cái đỉnh núi đó là cao nhất. Rồi quý vị biết rằng những cái vì sao hay là những cái tinh tú mà ban đêm á, ban ngày thì có mặt trời rồi, còn ban đêm á, thì có các vì sao, những cái tinh tú ở trên bầu trời thì cái mặt trăng nó là chói sáng. Cho nên giữa cái thiên giới, địa giới, thiên giới đây là gồm có là cái cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Địa giới đây là cõi nhân thiên, cõi nhân loại. Thì chỉ có Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác là bậc tối thượng nhất ở trong tam giới này. Cho nên là
Cho nên là chúng ta phải phải phân biệt với trí tuệ, tìm hiểu một cách cặn kẽ để rồi chúng ta xác lập cái niềm tin để thực hành cho nó đúng đắn. Cho nên á, cái nhiệm vụ hết sức quan trọng của cái người học Phật chúng ta phải học tìm hiểu cho nó cặn kẽ. Sau khi chúng ta học, chúng ta xem xét rồi đó, chúng ta phải suy tư phản tỉnh những cái lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta thực hành. Nếu mà những cái phương pháp, những cái đường lối nào thực hành để đem đến sự an lạc trong hiện tại thì đó đúng là cái lời dạy của Đức Phật. Còn nếu mà chúng ta thực hành mà nó tạo cái sự bận rộn dính mắc, nó không có đem đến cái sự an lạc, thì như vậy đó là không phải cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên là chúng ta phải dùng trí tuệ để bắt đầu chúng ta chuyển hóa những cái điều, những cái tư tưởng, những cái hiểu biết sai lầm để trở về cái con đường chân chánh, chánh đạo ngay trong cái đời sống hiện tại này. Thì cái điều đó đều là điều rất là quan trọng. Còn nếu mà chúng ta cả tin dễ vui, nghe theo những cái người xung quanh, hoặc là tin theo cái truyền thống của dòng tộc, của gia đình, những cái truyền thống tập tục của thế gian, mà chúng ta không dùng trí tuệ chúng ta thực hành, thì nó sẽ đem đến những cái lợi ích không có tốt đẹp. Cho nên là cái cải chánh tri kiến trong cái đời sống hiện tại này nó là rất là quan trọng cho những người mà tầm cầu tìm hiểu cái con đường giải thoát đó. Cho nên là trong cái bài kinh này thì chúng ta cũng thấy là mặc dù là những cái vị thiên tử, những vị chư thiên do sự lực thực hành họ đạt đến cái địa vị là những vị chư thiên ở cõi trời, nhưng mà vì cái mê lầm họ tin tưởng vào cái đường lối thực hành đó là tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng đó, cái hạnh phúc an lạc nhân thiên nó chỉ là tạm bợ nếu mà chúng ta dính mắc bám níu thì chúng ta sẽ mắc vào cái bẫy mồi của ma vương và chúng ta bị giam hãm trong cái vòng quay sanh tử luân hồi cái khổ đau. Mặc dù là ở những cái cõi trời đó thì cái sự khổ nó ít hơn nó vắng mặt, nhưng mà không phải là nó đã chấm. Cho nên chúng ta phải thực hành để vượt thoát ra tất cả từ bỏ những cái hạnh phúc nhân thiên để mà chúng ta hướng đến cái sự thực hành đạt đến thánh đạo thánh quả, chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là một cái điều quan trọng. Còn những cái hạnh phúc này đó chẳng qua là nó để hỗ trợ chúng ta trên bước đường tu tập mà thôi, chứ chúng ta không nên mà bám níu dính mắc vào cái hạnh phúc thế gian để quên đi cái mục tiêu tối thượng là cái con đường giải thoát của đời sống thế gian này. Thì qua cái phần chính kinh, cái bài thứ 10 về các cái ngoại đạo sư cũng xin giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều. Với phước báo này thì cũng xin kính cầu mong chư Tôn Đức Trưởng Lão
chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, pháp thể căn an, chúc tất cả quý tu nữ, quý tử được nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. Chúng ta cố gắng tìm hiểu giới trí tuệ, rồi chúng ta sáng suốt thực hành những cái con đường, những cái giáo pháp. Chúng ta cải chính những cái tri kiến, những cái còn thiếu sót, lạch lạc, sai lầm, để đi đúng hướng trên cái con đường chánh đạo. Và cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Cầu mong cho phước báo này hỗ trợ tất cả chúng sanh sớm vượt qua những cái khổ đau, thiên tai, dịch họa trong đời sống. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ phước báo, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Và trong khi mà chia sẻ thì có cái trở ngại đường truyền nó được không ổn định, cũng công chư tôn đức cũng như tất cả quý vị quan hỷ. Và bây giờ xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy Giá. Alo, alo ạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được con nói không ạ? Alo ạ. Dạ, dạ, con kính cảm ơn sư. Dạ, cảm ơn Hồng Mai. Dạ, bài giảng của sư Pháp Thanh. Sư, sao con thấy bài rất là dài mà sư giảng ngắn quá vậy sư? Dạ, con cũng vẫn chưa hiểu luôn đó thưa sư. Con thấy mấy vị ngoại đạo nói qua nói lại, xong rồi con cũng chưa nghe Đức Phật trả lời như thế nào, con cũng chưa hiểu cái bài này. Dạ, thật sự là con thấy con cũng còn hơi vướng vướng. Chút nữa sư thích thêm nói cái vị này, đánh giá những vị này như thế nào, mà con chỉ nghe cuối cùng đó là có hai vị thiên tử, như là thiên tử Vetambari thì nói là những nhà ngoại đạo đó là những con giả can ghê tởm, không thể so sánh với Đức Phật, không là người thiện nhân. Thì sau đó rồi lại có ác ma nhập vô cái vị thiên tử Vetambari này và nói những điều ngược lại. Rồi sau đó Đức Phật nói là cái đó chỉ là cái bẫy mồi và quăng ra để diệt cá. Rồi là vị thiên tử Ma Ná Quá lại ca ngợi Đức Thế Tôn như là ngọn núi quý bú lá, rồi là mặt trời tối thắng, đại dương tối thắng, mặt trăng tối thắng, Đức Phật là tối thượng. Dạ, con cũng chỉ nghiệm như vậy thì kết luận cuối cùng của cái bài này là như thế nào con cũng chưa hiểu đó thưa sư. Dạ. Sư nghỉ ngơi một lát rồi sư giảng thêm để con hiểu cái phần này nha thưa sư. Dạ, còn đạo tràng quý vị nào mà còn có những câu hỏi thì mình giơ tay để sư gom chung rồi sư giải thích một lúc. Dạ, con thỉnh sư nghỉ ngơi một lát ạ. Con kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên mới vào đạo tràng. Dạ, kính chào các anh chị. Dạ, con đã thấy sư giơ tay bản sư rồi ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính lĩnh lễ chư tôn đức, chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Thì do cái đường truyền nó không ổn định cho nên có những lúc nó gián đoạn ra, làm cho quý vị không có nắm rõ được cái ý của cái câu Phật ngôn này. Thì ở đây là chúng ta hiểu như vậy nè, những cái vị thiên tử này đó, là trước kia
là những cái đệ tử của các cái vị giáo chủ, các Bà La Môn. Rồi họ tu tập, họ cũng có những thành tựu, chứng đạt được những cái tầng thiền sắc giới. Cho nên là sau khi mà hết tuổi thọ ở thế gian, họ cũng tái sanh thành những cái vị chư thiên, có quyền lực, có cái hạnh phúc ở cõi trời. Cho nên là họ cũng có những cái lời tán thán các cái vị giáo chủ của mình. Nhưng mà là có những cái vị người ta hiểu biết, thì người ta thấy rằng là cái đường lối tu tập của các cái vị giáo chủ này đó, đưa ra những cái giáo pháp này đó, nó còn dính mắc ở trong cái thế gian, chứ chưa phải là vượt thoát cái thế gian. Đó, mà chính cái đường lối tu tập để thoát ra khỏi cái tam giới này nó mới là quan trọng. Tại vì khi mà còn ở trong tam giới là còn khổ. Mặc dù cái khổ nó không có bộc phát mạnh mẽ, nhưng mà người ta nghĩ là không có khổ là không đúng. Các cái căn bệnh á, các cái con vi trùng, virus, nó tiềm ẩn trong thân chúng ta. Khi mà cái cơ thể chúng ta còn cái sức đề khác, thì nó chưa bộc phát ra. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình không có bệnh, mình khỏe mạnh, là cái điều đó là cái điều sai lầm. Cho nên á, là cái quan trọng là chúng ta phải dùng trí tuệ phân biệt được những cái phương pháp tu tập, những phương pháp nào tu tập để giải thoát, và những phương pháp nào tu tập chỉ dừng lại ở cái mức độ là đạt đến những cái đời sống tương lai, thụ hưởng cái hạnh phúc an lạc của cõi trời của người. Chúng ta đừng tưởng rằng những cái phương pháp tu tập đó là đúng đắn rồi chúng ta chấp thủ dính mắc, thì như vậy chúng ta sẽ còn bị giam hãm ở trong cái vòng quay sinh tử luân hồi. Rồi cái vị mới nói lên cái phương pháp đó là không có đúng. Thí dụ như cái lời nói là con giả can, thì bây giờ dù cho cái con giả can là cái con chó rừng á, dù cho mà cái tiếng sủa nó lớn như thế nào cũng không có thể bằng cái tiếng rống của con sư tử. Rồi cho nên là khi đó thì ác ma đó mới nhập vào cái thiên tử về tâm bà rí để ca ngợi những cái đường lối thực hành của các cái giáo phái Bà La Môn. Thì lúc đó đó Đức Phật mới kết luận là những cái pháp gì mà nó mặc dù thấy nó thù diệu, nhưng mà những cái pháp ấy không có đưa đến cái sự giải thoát đó, thì những cái pháp ấy không có đáng được tán thán. Những cái pháp đó là cái bẫy mồi. Tại vì ác ma đó, tán thán những cái đường lối thành của các cái vị giáo chủ Bà La Môn để đem đến an lạc hạnh phúc của đời sau. Nhưng mà những cái pháp thực hành này đó, nó có đem đến an lạc, nhưng mà sao nó còn bị sự chi phối, sự điều khiển bởi phiền não ác ma. Cho nên là những cái pháp đó là không phải là cái pháp chân chánh để mà chúng ta noi theo, để thực hành theo, mà cái giáo pháp, những cái đường lối thực hành để vượt thoát ra, để tìm đến cái giải thoát an lạc niết bàn cao thượng mới là cái phương pháp để chúng ta
nỗ lực thực hành, đó là cái mục tiêu tối hậu. Còn cái hạnh phúc an lạc nhân thiên á, nó chỉ hỗ trợ trên cái bước đường tu tập của chúng ta mà thôi. À, bởi sư nhắc nhở á, giống như chúng ta đi trên cái con đường xa vời, à, thì chúng ta ghé vào một cái bụi cây, một cái bóng mát, à, có nước uống, có bóng mát, và chúng ta đỡ cái sự nhiệt não của thời tiết. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng thôi bây giờ á, mình đạt đến cái chỗ này nó an lạc rồi, ở đây có bóng mát, à, có chỗ nghỉ ngơi, có nước uống, và chúng ta được tắm mát, vậy là tốt rồi. À, chúng ta quên đi cái hành trình của mình là đi đến những cái kinh thành cao thượng tốt đẹp hơn. À, thì sao? Thì chúng ta dừng nghỉ ở cái bóng mát ở bên đường thôi. À, mà cái mục tiêu tối hậu là chúng ta phải đi đến cái sự giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ không phải mình tu tập dừng lại ở cái hạnh phúc nhân thiên. À, cho nên chúng ta cần phải học hỏi để sửa đổi, cải chánh cái tri kiến của mình cho nó đúng đường lối. À, chứ chúng ta không có vội vàng tin những cái giáo pháp đem đến cái hạnh phúc an lạc của thế gian, mà chúng ta phải thực hành để vượt thoát ra cái dòng quay tử luân hồi, đạt đến những cái tầng thánh cao thượng để chấm dứt cái sanh tử luân hồi, nó mới là cái mục tiêu cao thượng quan trọng nhất. Thì xin giải thích những cái điều mà cô Kim Nhung cũng còn thắc mắc. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính linh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính linh lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Pháp Thanh, kính lễ cô tu nữ Trời Duyên, cô tu nữ Nguyên Pháp, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, như con đã học và nghe sư các sư giảng, thì con biết rằng là con người sinh ra rất là khó, mà nương náu Phật thì cũng rất nương náu Phật, và thấy gặp được chánh pháp cũng rất là khó. Và khi đã gặp chánh pháp rồi và nghe pháp Phật á, thì mình hiểu biết đúng cũng rất là khó. Và như con biết là tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài là tìm kiếm sự giả dối, không có sự bền vững, vì Đức Phật nói là những pháp hữu vi là vô thường. Vậy thì chúng ta có phải chăng là chúng ta không nên dựa vào tài sản, sức khỏe hoặc là con cái của mình, mà mình phải nhìn vào bên trong, dựa vào ngay chính mình. Với lại theo con biết là khi mà chúng ta có thể dựa vào những cái phước của việc thiện mình làm, phước của việc thiện mình làm, thì làm sao mà mình phải làm cho đúng để mà không có xen những cái bản ngã của mình vô, hoặc là tâm tham của mình vào. Thì thường á, là nhà Phật tử chúng con là khi làm việc phước thiện thì nghĩ rằng cái việc làm thiện pháp này sẽ trổ sanh quả phước cho mình. Như vậy thì có đúng hay không? Không phải là có đúng theo pháp Phật đã đưa ra để cho chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn về cái việc làm thiện pháp của mình hay không, thưa sư? Và cái nữa là khi mà mọi thứ đang thay đổi, mọi điều có thể xảy ra, thì có phải chăng là làm thiện pháp là điều đúng đắn nhất, và làm cách nào để cho nó, để cho mình hiểu biết đúng và phát triển cái phước thiện đó lên? Dạ, thưa sư, xin sư giải đáp thắc mắc giùm con ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta thực hành cái pháp, nó cũng đi từng bước. Quý vị, trong nhiều bài pháp đó, thì Đức Thế Tôn cũng thuyết tùy theo cái căn cơ, trình độ của chúng sanh. Ví dụ những chúng sanh cái căn cơ thấp thì Đức Phật thuyết từ các cái tuần tự pháp về bố thí, trì giới, là những cái lợi ích, những cái phước báo của cái sự bố thí, của trì giới, để gì? Để chúng ta bắt đầu thực hành những cái thập thiện, thập hạnh phúc, để đem đến một cái đời sống an lạc. Nhưng mà đó, không có cái giáo pháp của Đức Phật không chỉ dừng lại ở những cái việc làm thiện bố thí thôi, mà nó còn có cái tu tiến. Còn cái bố thí trì giới nó chỉ là cái nền tảng mà thôi. Chứ chúng ta không nên mà chỉ dừng lại ở bố thí trì giới. Mặc dù cái bố thí trì giới đó là nó cũng có đem đến cái lợi ích tốt đẹp đó, nhưng mà nó không phải là một mục tiêu cao cả, thấy không? Mà cái sự bố thí trì giới này nó tạo cái nền tảng để chúng ta bước lên những cái tầng nấc cao hơn. Chúng ta thực hành các cái bổn phận, các cái thiện pháp để mà chấm dứt sanh tử luân hồi. Chứ không phải mình dừng lại ở những cái bố thí trì giới ra thôi. Cái tu tiến cũng vậy, cái sự tu tiến thì có thiện và thiền tuệ. Thì nếu mà cái nền tảng là bố thí trì giới rồi chúng ta tu tập các cái thiền định, chứng đạt các cái thiền sắc giới hoặc là vô sắc giới, chúng ta chỉ dừng ngang đó, thì giống như là khi mà Bồ Tát thực hành đạt đến cái tầng thiền cao nhất là phi tưởng. Nếu mà Bồ Tát dừng lại ở ngay chỗ đó thì Ngài đâu có tìm ra cái con đường giải thoát. Cho nên Ngài quán xét, Ngài thấy mặc dù cái tầng thiền này thì nó cao tột thiệt, nhưng mà nó vẫn còn bị trói buộc, vẫn còn ở trong tam giới, vẫn còn bị sanh tử luân hồi chi phối. Cho nên Ngài mới từ bỏ, Ngài quyết chí để tìm ra cái con đường giải thoát. Không có dừng lại ở những cái tầng thiền vô sắc đó. Cho nên á, là cái đó để chúng ta thấy rằng đó, là chúng ta phải đi tới cái mục tiêu cao cả, một cái mục đích tối thượng là giải thoát sanh tử luân hồi. Còn cái bố thí trì giới, tu tập các cái tầng thiền sắc giới, nó chỉ là cái nền tảng để chúng ta phát triển cái trí tuệ, và các cái phương pháp mà bố thí trì giới này á, là để nhằm mục đích để mà diệt trừ sự dính chấp níu, không?
Ví dụ bây giờ cái người mới thực hành à, người ta còn chấp thủ vào cái gì, cái tài sản à, dính mắc vào tài sản à, rồi dính mắc vào gì, quyến thuộc rồi à, dính mắc vào gì, cái thân ngũ quẩn này à, mà cái sự thực hành đầu tiên hết là mình phải xả bỏ các cái tài sản à, không, mình tập cái hạnh bố thí để hạ, để diệt trừ à, cái tâm tham dính mắc à, đó. Nhưng mà cái bố thí này đó, thì nó đem đến cái lợi ích đó à, nó đem đến cái lợi ích về vật chất, tài sản thế gian. Nhưng mà mục đích của mình không phải là để có được cái tài sản thế gian đó. Thì trong bài đó, các cái vị thiên tử này đó, họ tu tập các cái tầng thiền sắc giới và chứng đạt được cái hạnh phúc nhân thiên rồi. Nhưng mà những cái vị này á, chưa có cái trí tuệ à, họ mới ca ngợi là cái vị giáo chủ của mình á, dạy những cái phương pháp hành thiền này mà bây giờ họ đạt được cái địa vị ở cõi chư thiên à, cho nên là có một vị mới chê cái pháp đó là chưa có cao à, thì bắt đầu Ma Dương mới nhập vô một cái vị á, tán thán cái sự thực hành này để đem đến cái hạnh phúc ở cõi trời à, do đó thì Đức Phật nói cái đó không phải là mục tiêu tối thượng, mà cái mục tiêu tối thượng là giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi à, cho nên á, là sao Đức Phật nói trong thế gian này nó có bốn cái điều khó à, khó sanh được làm người à, khó gặp được chánh pháp, khó thực hành chánh pháp và khó đạt đến thánh đạo thánh quả à, nếu mà chúng sanh nào cũng thực hành để đạt đến giải thoát rồi thì đâu có còn ai để mà cho ma vương nó sai sử, nó chi phối không? Cho nên á, mặc dù là cái này nó rất khó, nhưng mà không phải là bất khả thi à, nếu mà chúng ta có sự cố gắng nỗ lực tạo trữ nhân duyên đầy đủ thì nó sẽ đạt đến. Rõ ràng quý vị thấy rằng Bồ Tát thực hành rất nhiều kiếp sống, tạo trữ đầy đủ các pháp độ à, pháp bờ trên, bờ bên cho đến bờ cao thượng à, ngài mới đạt thành cái chí nguyện cao cả là đạt đến chánh đẳng chánh giác à, giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi và đem cái giáo pháp này truyền lại để tất cả những chúng sanh hữu duyên thực hành để đem đến sự giải thoát. Cho nên là khi mà ngài đạt đến thánh đạo cao thượng, chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì có rất nhiều những chúng sanh cũng đạt đến cái sự giải thoát, chấm dứt sanh hồi, chứ không phải không có, đúng không? Đó, cho nên á, mặc dù đây là những cái việc khó, nhưng mà nếu chúng ta có sự nỗ lực, có sự quyết tâm à, có cái chí hướng mạnh mẽ thì chúng ta sẽ thực hành được à, còn nếu mà à, chúng ta dễ vui chảnh mãn à, còn mong muốn thụ hưởng cái hạnh phúc của thế gian à,
thì ta sẽ còn bị trói buộc trong trong cái vòng quay sanh tử luân hồi. Chúng ta hiểu biết rằng cái hạnh phúc, những cái quả của bố thí trì giới, nó chỉ nhằm nâng đỡ, nó chỉ nhằm nâng đỡ, tạo cái nền tảng điều kiện tốt đẹp an ổn trong cái sự thực hành để đạt đến giải thoát thôi. Chúng ta không dính mắc vào cái hạnh phúc này để chúng ta tiến bước trên cái con đường giải thoát, kiên trì mặc dù cái con đường giải thoát này rất là gian nan, chứ không phải dễ, nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực từng bước vượt qua tất cả những cái chướng ngại, những cái trở lực trên bước đường tu tập, thì chúng ta cũng sẽ đạt được. Đó, thành ra đó, cái điều quan trọng là gì? Chúng ta phải có một cái niềm tin chân chánh, vững vàng, một cái ý chí kiên cường, không lùi sụp trước các cái gian nan trở ngại, thì chúng ta sẽ đạt đến. Cho nên là luôn luôn chúng ta phải phản tỉnh xem xét, cải chánh sửa đổi những cái tri kiến của mình, rồi chúng ta phải có sự kiên trì nỗ lực để vượt qua những cái chướng ngại, những cái trở lực trên cái bước đường tu tập, thì chúng ta cũng sẽ đạt đến cái thành quả tốt đẹp. Thì giống như cái người học sinh vậy đó. Bây giờ nếu mà mình chỉ nói là thôi tôi học hết bậc tiểu học là được rồi, thì sao? Mình dừng ngang cái đó. Còn cái người kia cao hơn chút, thôi mình học hết cái bậc trung học, mình ra mình đi làm vậy là cũng được rồi, thì nó chỉ dừng lại ở ngang cái tầm mức là trung học thôi. Còn nếu mà cái người này cái đặt cái mục tiêu nó cao hơn, là bây giờ mình phải vào đại học, vào đại học để mà có cái kiến thức nó cao hơn, rộng rãi hơn, thì phải nổ. Khi mà tốt nghiệp trung học rồi thì phải đi vô đại học, rồi trải qua mấy năm để có được cái địa vị, cái bằng cử nhân. Nếu mà mình muốn cao hơn nữa thì học để đạt đến thạc sĩ, tiến sĩ, thì phải chịu cái thời gian nó lâu hơn, gian nan hơn. Nhưng mà khi mà cái thành tựu đó thì nó cao tột nhất, thấy không? Thay vì người kia học hết tiểu học là xong rồi, và người này học hết trung học là xong rồi. Nếu mà mình chịu cực, chịu bỏ thời gian để trau dồi kiến thức, mặc dù nó gian nan, nó cực khổ, nó khó khăn, nhưng mà khi mà mình hoàn thành được cái chí nguyện của mình rồi, đạt đến mà cái địa vị, cái học vị mà tiến sĩ, thì có nghĩa là cái sự học của mình nó đã đạt đến cái cao thượng nhất. Đó, thì cái sự tu tập của chúng ta cũng giống vậy. Nếu mà khi mà chúng ta dừng lại, chúng ta chấp nhận thôi, giờ tu để có được cái phước báo, kiếp sau mình tái sanh lại làm người có địa vị, có tài sản, tái sanh về cõi trời, cõi chư thiên, phạm thiên, vậy là được rồi, thì chúng ta còn sao? Còn bị trói buộc trong thế gian này, còn bị trói buộc trong tam giới này. Còn nếu mà chúng ta nỗ lực những cái hạnh phúc
an lạc của thế gian này nó là tạm bợ. Chúng ta chỉ nương vào nó để mà chúng ta nỗ lực tu tập, chứ nó không phải là, nó không phải là cứu cánh, nó không phải là mục tiêu mà để chúng ta đạt đến. Chúng ta từ bỏ những hạnh phúc an lạc của thế gian này thì chúng ta mới đạt đến cái giải thoát niết bàn. Thì đó, thì từng bước chúng ta sẽ thực hành để đem đến sự an lạc, mặc dù cái con đường đạt đến cái sự giải thoát nó rất là gian nan. Chúng phải một sớm một chiều mà chúng ta đạt được. Nhưng mà nếu mà chúng ta quyết chí, nỗ lực thực hành thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đạt đến cái sự an vui giải thoát. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú. Dạ, con kính tri ân sư đã giải thích câu hỏi của đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi một chút lát. Dạ, con kính thỉnh sư uống nước ở tịnh thất thiện hữu ạ. Dạ. Một lần nữa, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Dạ, xin mời quý vị có những cái ý kiến nào về bài học ngày hôm nay, quý vị cần cái chỗ nào mà chưa rõ hoặc có những cái thắc mắc nào, xin quý vị giơ tay lên ạ. Dạ, kính mời quý vị ạ. Dạ, xin mời quý vị giơ bàn tay lên ạ. Con thưa sư, con có một cái vấn đề này con thắc mắc, con nhờ sư giải thích giúp con. Thật sự từ hồi nãy sư có đầu bài sư có giảng về cái kinh Kalama, là giảng dạy cho những người dân ở đó là không, chớ có vội tin, không theo truyền thuyết, không theo bậc đạo vị giáo chủ của mình. Nói chung là mình chớ vội tin mà mình phải suy ngẫm. Nhưng mà đối với con á, thì con lại Phật giáo Nam truyền này là con cảm thấy là mình tin ngay và con đi theo cái con đường này. Trước đó thì do trong cuộc sống có những cái điều mà mình không giải tỏa được, mình rất là khổ thân, khổ tâm. Do đó con đi đến với Phật giáo Bắc truyền thì con cũng loanh quanh luẩn quẩn mấy năm trời, nhưng mà con cũng thấy cái nỗi khổ của mình nó không dứt mà nó cứ nặng đè, mà nó mỗi lần đi sinh hoạt ở Bắc truyền để đọc những bài kinh dài thiệt dài mà con không hiểu gì hết, nên là con cảm thấy khổ. Rồi sau đó có một người bạn nói là con đi tu thiền đi, thì con đi tu thiền mà con tu thiền con chả hiểu gì hết, con không hiểu nào thế nào là danh và sắc, con không hiểu gì. Rồi có người bạn lại nói con là thôi đi qua bên Phật giáo Nam truyền. Rồi con cũng không hiểu Phật giáo Nam truyền nói gì hết. Rồi nhưng mà con nghe nói thì con cứ đi. Rồi khi mà vô đó thì con nghe giảng về mấy vị sư nói sơ sơ thôi, giảng về nhân quả. Xong tự nhiên là như nó đánh thức cái tâm mình á, là con tin ngay. Con cũng lúc đó con cũng không biết là mình như thế nào, hay là quá mệt mỏi với những nơi khác rồi mình về đây, rồi tự nhiên mình cảm thấy là thôi mình đặt niềm tin ở đây và cũng hứa là mình đi theo nơi này. Mà phải lúc đó mà có một chỗ người bạn đó nói đi qua bên Tin Lành hay là bên Thiên Chúa hay Cơ Đốc, cái chỗ đó nó an vui hơn. Nếu mà con đi theo như vậy thì con cũng là con tiêu luôn. Nhưng mà sao may mắn là có một người nhắc con là đi tu thiền đi, rồi đi theo bên Phật giáo Nam truyền. Thì như vậy là con thấy mình là vội tin, lúc đó con chưa hiểu thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Con chỉ biết là tốt, làm những việc tốt thì là thiện. Nhưng mà thực ra là cái tốt của mình
chưa chắc là thiện, nó đối với mình tốt nhưng đối với người khác không tốt, tức là mình chưa hiểu về thiện và bất thiện. Cho đến bây giờ khi mà qua một thời gian mình hiểu, học, mình học giáo pháp rồi mình có hành, rồi mình dựa vào trên giáo pháp những cái chi pháp, những cái điều của thiện và bất thiện thì mình mới hiểu được phần nào về thiện và bất thiện. Như vậy thì rõ ràng là con đã vội tin. Thì như vậy thì có phải là con may mắn không thưa sư, hay là như thế nào? Nhưng mà rõ ràng là khi mà người ta nói như vậy là con ngả qua bên Phật giáo Nam truyền và con đi theo luôn cho tới giờ này. Như vậy con có phải là con vội tin mà con chưa hiểu gì hết mà con vội tin thưa sư? Dạ, con kính thỉnh sư giảng giải giúp con ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Thì quý vị thấy rằng đó, tất cả cái gì ở trong thế gian này nó cũng có nhân có duyên. Thì hồi đó ngài Hòa Thượng Pháp Lạc á, ngài có nói là khi mà chúng ta đi trên cái con đường bị nắng nóng, bị sức nóng của mặt trời nó thiêu đốt, mình khát nước, mình khát nước thì mình gặp nước nào mình cũng phải uống để thỏa mãn cái cơn khát cái đã. Chúng ta giống như cái những cái người mà lữ hành đi trên cái con đường dài đó, thì lúc đầu vì bây giờ mình khát nước quá, giờ mình gặp nước ruộng, nước cái dụng nước gì đó rồi cũng phải uống tạm để qua cái cơn khát cái đã. Nhưng mà sau khi mình tạm lắng dịu cái cơn khát rồi đó, ở đâu sao bây giờ á, hồi nãy mình khát nước quá mình uống mà không biết cái nước này nó có thanh khiết không, nó có sạch không, thấy không? Bây giờ mình muốn uống cái nước mà nước nó tốt, nó thanh khiết, nó trong sạch á, thì sao? Mình phải đi lần đi tìm cái nước từ ở trong cái khe, cái mạch ở trong nguồn nó ra đó, thì nó sẽ thanh khiết hơn. Chứ còn ở trong cái khe, cái nguồn nó chảy ra rồi, trên một cái đoạn đường dài ấy, thế nào nó cũng bị ô nhiễm bởi những cái chất bẩn ở trong đất ha. Cho nên á là quý vị thấy rằng ở trong thế gian á, có nhiều người vì cái cho nên họ sống ở cái mức độ cái thiện theo thế gian. Họ nghĩ mình sống mình làm việc thiện là tốt rồi. Tức là việc thiện ở đây là không có đi trộm cắp, không có giết người này kia nọ đó, là cái điều đó là thiện. Nhưng mà đó họ không biết rằng những cái nghề như là đi bẫy thú nè, đi đánh cá, câu mực, câu rồ, bắt u bắt ốc rồi đó, là cái nghề đó là cái nghề bất thiện họ quyết. Hằng ngày họ cứ xuống sông chài lưới bắt tôm bắt cá đi bán, ăn uống nuôi sống gia đình, vậy là làm thiện à, tốt đẹp rồi, không có cái tri kiến, không có cái sự hiểu biết để phân biệt. Cho nên là những cái người đó, phàm nhân ở trong thế gian thì nó rất là nhiều đó. Rồi những người mà có một chút nhân duyên thì bắt đầu đi tìm hiểu về cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Rồi nếu mà cái trí tuệ nó không có chín chắn
À, thì bắt đầu sao? À, ăn chay, ăn chay, à, này kia đó là tu rồi. Có những người ăn chay nhưng mà họ vẫn mới làm như thường. Họ ăn chay nhưng mà họ vẫn đi làm những cái việc mò cua bắt ốc. Họ không ăn nhưng mà họ bắt, họ đem bán. À, họ nghĩ là mình bắt mình không có tội, người ta ăn người ta mới có tội. Đó, cho nên á là chúng ta phải từng bước. À, cái vấn đề quan trọng ở đây là cải chánh tri kiến là đó. À, rồi chúng ta phải, chính vì chúng ta nhờ có cái sự hiểu biết, à, cải chánh tri kiến, cái niềm tin của chúng ta mỗi ngày nó một chín chắn hơn. À, và chúng ta thực hành các cái bổn phận, à, bổn phận, những cái phương pháp để đem đến cái an lạc, à, bố thí, trì giới, à, tu tiến gì đó ha, cái thập hạnh phúc đó. Đó, thì chính cái sự thực hành ngay trong hiện tại này nó mới là cái nhân, cái duyên để chúng ta tiếp tục gặp Phật pháp ở những cái kiếp sống tương lai. À, thành ra đó, Hòa thượng Pháp Lạc ngài mới nói là chánh pháp để chờ kẻ hữu duyên. Đó, chính nhờ chúng ta trong quá khứ chúng ta cũng có tạo cái nhân duyên đó, cho nên cái kiếp hiện tại này mình mới có gặp được chánh pháp. À, còn nếu mà mình không có tạo đó thì mình cũng vô minh si mê, mê lầm tin, à, tin theo người ta mà mình không có phân biệt. À, cho nên á là chúng ta mới thấy rằng đó, khi mà chúng ta có một chút trí tuệ, chúng ta tạo được những cái phước báo trong cái đời sống hiện tại này, tức là chúng ta gieo những cái duyên lành, à, trong những cái kiếp sống tương lai. Rồi may mắn chúng ta có trí tuệ, chúng ta sửa đổi, diệt trừ những cái niềm tin sai lầm, tà dại, à, thì nó sẽ nâng đỡ, à, cái trí tuệ của chúng ta ở trong những cái kiếp sống tương lai. À, có câu hỏi của Tina, thì người Phật tử sơ cơ chúng ta học những cái về thì thường thường á, hồi mới bắt đầu á, thì sư cũng như mấy cô thôi. À, hồi nhỏ là sư cũng được gia đình, à, bà ngoại rồi bà thân của sư cũng dẫn đi chùa bắt tông, mà cũng đâu biết gì đâu ha. À, cũng ai biểu sao làm vậy, đi cũng quỳ lên, đứng lên quỳ xuống, sám hối. À, rồi nhưng mà cũng nhờ có cái nhân duyên thì sư cũng có cái thắc mắc, rồi tìm hiểu dần dần thì mới may mắn gặp được Phật giáo Nam truyền. À, Phật giáo Nam truyền thì cái cuốn sách mà đầu tiên mà sư được chư tăng ở chùa Pháp Bảo cho mượn á là cái cuốn mà của ngài Hộ Tông soạn đó. À, đó, cái cuốn vàng vậy đó. Rồi mình về mình đọc ở trong đó. À, đọc đó. Rồi sau này đó, thì khi mà xuất gia rồi đó, thì sư đọc cái cuốn đầu tiên hết là Đức Phật và Phật Pháp. À, thì trong cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp này, à, nếu mà cái người mà sơ cơ mới tìm hiểu đó, đọc cái cuốn này thì
nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái hiểu biết rất là tốt, để chúng ta thấy rằng thấy được cái giáo pháp, cái chánh pháp. Thì trong cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp á, có phân tích nhập, mặc dù nó tóm gọn thôi, nhưng mà để chúng ta có được một cái kiến thức sơ cơ nó vững vàng, từ đó rồi bắt đầu chúng ta mới học những cái tìm hiểu trong cái kinh chánh tạng, trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi, ha, đó. Cho nên là với điều kiện hiện tại đó thì quý vị rất là dễ dàng để tìm những cái tài liệu này ở trên mạng internet rồi kia nọ, YouTube rồi đó, rất là nhiều ha. Thì chúng ta có thể đọc những cái quyển đó để những người Phật tử sơ cơ đó có được một cái hiểu biết căn bản, rồi từ đó mà chúng ta sẽ tìm hiểu sâu rộng hơn để dung bồi cái trí tuệ của mình. Đó. Thì chúng ta cần phải tìm hiểu về những cái phương pháp để gìn giữ về cái ngũ giới, ngũ giới cho nó được tốt đẹp, rồi những cái cách bố thí như thế nào để đem đến cái lợi ích tốt đẹp nhất trong cái đời sống, rồi bắt đầu mới gì, phải tu tập về cái thiền định, niệm về cái hồng danh ân đức Phật để cho cái tâm mình nó được định tĩnh, an tịnh, rồi bắt đầu mình bước một nấc cao hơn chút là bắt đầu mình thực hành quan sát hơi thở vô, hơi thở ra như thế nào đó, rồi nếu mà có điều kiện thì mình học thêm về vi diệu pháp để mình biết được cái phân biệt được cái nào là danh, cái nào là sắc, đó thì từ từ chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực học, đó nếu mà chúng ta có cái chí hướng, có cái sự tầm cầu, có muốn một cái đời sống thăng tiến, thăng hoa tốt đẹp của đời hiện tại này, thì chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực, chúng ta học hỏi qua các kinh sách của các bậc trưởng lão, rồi hoặc là học vào kinh chánh tạng, thì chúng ta sẽ dung bồi cái trí tuệ của mình, và cũng tạo những cái nhân duyên cho những cái kiếp sống tương lai. Cũng xin giải thích cái thắc mắc của cô Tina, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân sư đã giải thích câu thắc mắc của con cũng như của đạo hữu Tina. Dạ, xin mời giờ này xin mời các quý vị trong đạo tràng, dạ quý vị nào có những thắc mắc hay câu hỏi xin đưa lên để sư giảng giải, để đạo tràng cùng học hỏi. Dạ em dạ con kính mời sư Tuệ Đức, dạ con kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên, dạ kính mời chị Metta, dạ kính mời các anh chị trong đạo tràng. Xin các quý vị giơ tay lên ạ. Dạ con thưa sư, đối với những vị Phật tử mới thưa sư, khi mà họ đến với Phật giáo Nam truyền thì thứ nhất là họ được mình phải nói là rủ đi rủ rê, tức là vào những ngày lễ thì vui đông vui thì
thì rủ họ đến thì họ đến. Dạ, bản thân con cũng vậy, vào những dịp lễ có chay tăng, có thuyết pháp đông vui thì con cũng có rủ một số Phật tử đến để cho họ tham gia dần dần, rồi họ nghe pháp thì cũng rất là tốt, họ cũng thích, rồi họ đọc kinh thì họ cũng thích, rồi đọc sách thì họ cũng thích. Nhưng mà khi nói đến vi diệu pháp thì họ sợ, họ nghe nói vi diệu pháp họ sợ. Thì có cái cách nào để mình làm mình sẽ tiếp cận với họ mà từ từ để họ không có sợ? Tại vì vô đến Phật giáo Nam truyền thì mình phải ngoài cái đọc sách, rồi ngoài cái tụng kinh thì mình cũng phải tiếp cận vô cái cốt lõi của đạo Phật, tức là mình phải hiểu chính mình. Để muốn được hiểu chính mình thì phải học cái vi diệu pháp, mà con chưa biết cái cách nào để nói. Vì khi mà nói là mình nói sơ sơ cái họ sợ quá, họ cứ thoái thác, họ nói là thôi để từ từ, để lúc sau, để khi nào rảnh. Dạ, con cũng chưa biết cách nào để mình tiếp cận với họ. Con kính thỉnh sư chỉ giúp con để con giúp những mới vào ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Trong cái đời sống chúng ta đó, cái gì nó cũng có cái từng bước. Thì trải qua cái thời gian tu tập, sư cũng thấy có nhiều những cái người đi chùa đó, mỗi người họ có cái trình độ nó khác nhau. Hồi lúc mà sư ở ngoài Tam Bảo Đà Nẵng thì có cái ông này, cái chú này là hồi trước là chú cũng là một cái người làm việc ở trong cái chính quyền, nhưng mà sau giải phóng rồi thì chú bán vé số. Thì thời gian khi mà chú biết được cái chùa Tam Bảo rồi đó, thì chú bán vé số, thì chú nguyện là cái ngày chủ nhật là nghỉ, không đi bán. Ngày chủ nhật là nghỉ, đi vô chùa làm công quả, quét dọn rồi này kia nọ. Nhưng mà chỉ vậy thôi, công việc dù nặng nhọc xí nào á, những cái đường mương nước của chùa nó thoát ra đó, rồi nhiều khi là cát rồi này kia nọ, rác rồi nó ấy á, thì chú làm rất là tận tình. Nhưng mà kêu chú mà vô nghe pháp học kinh là thôi không được, chưa, con làm nguyện làm công quả cho chùa vậy thôi. Chứ còn mà lễ lọc rồi kêu chú mấy ngày lễ rồi kia nọ rồi đến để nghe pháp rồi kia nọ, học chỉ vậy thôi, chỉ đi làm công quả vậy thôi, mà công việc mà dơ bẩn cực nhọc gì thì cũng làm. Nhưng mà kêu vô ngồi mà nghe pháp tụng kinh là không được, thấy không? Rồi có những người á đi chùa chỉ biết là cúng dường bố thí gì thôi, chứ kêu nghe học kinh học pháp cũng không chịu. Thành ra đó, cái gì á nó cũng có cái nhân duyên của mỗi người. Tại vì người ta thích cái trình độ của người ta, cái căn cơ của người ta nó chừng đó à, thấy không? Bây giờ mà mình cái căn họ nó chưa có phát triển, bây giờ mình có muốn, mình muốn lôi kéo họ cũng được. Thì cái gì cũng để qua cái trải qua cái thời gian. Đó, quý vị thấy nha, mình đi học cũng vậy. Mình phải qua lớp 1, mình học cái bản ráp dần,
cái nguyên âm, phụ âm, à, rồi mình phải học tính cộng, tính trừ, rồi mới tính nhân, tính chia. Nó đi từng bước, học xong cái lớp 1 rành rẽ, nó bước lên cái lớp 2. Thì những cái chúng sanh này đó, bởi vì họ là cái sơ cơ, cái căn cơ của họ nó còn thấp thỏi lắm, mà giờ mình đưa họ lên cái mức độ cao của họ, họ bị hẳn, hụt hẳn, họ sợ. Thành ra đó, thôi bây giờ họ đi tới, họ làm công quả, họ tạo phước, vậy là tốt rồi. Tốt rồi, để gần gũi chùa lần lần họ mới dạng dĩ, họ mới dám vô nghe pháp. Họ nghe pháp rồi đó, họ thắc mắc, họ mới tìm hiểu, mới họ mới học kinh. Họ học kinh rồi đó, họ thắc mắc về cái thân ngũ quẩn này, họ mới tìm hiểu sâu chút, họ mới muốn học vi diệu pháp, đúng không? Còn bây giờ họ chỉ mới thích là cái giờ đi đến chùa để bố thí, cầu nguyện thánh giá gì đó, cỡ cái tầm mức đó thôi. Chứ còn bây giờ kêu họ học kinh, học pháp tỳ giới rồi đó, họ sợ. Họ sợ biết cái tỳ giới này nó có ràng buộc gì không, rồi mình phạm giới mình có bị cái này cái kia không. Cái trí tuệ của họ chưa có mở ra. Cho nên cái gì cũng tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh. Đó, thành ra đó, Đức Phật thuyết pháp á tùy theo căn cơ. Những chúng sanh cái căn cơ cỡ nào á, Đức Phật thuyết pháp vừa với cái căn cơ của họ, để cho họ xác lập cái niềm tin vững vàng, để họ có trí tuệ cái đã, rồi đó sau này nó mới phát triển. Đó, chứ còn phải là mỗi chúng sanh mà Đức Phật thuyết pháp giống nhau hết. Thành ra đó, có những người lần đầu gặp Đức Phật, họ qua cái vẻ bên ngoài, những cái tướng tốt, cái hào quang, để họ có cái sự tin tín chứ cái đã. Rồi á, có khi những lần sau đó, khi mà Đức Phật quán xét cái nhân duyên nó chín mùi rồi đó, cái trí tuệ của họ sẵn sàng để đón nhận giáo pháp rồi đó, Đức Phật mới thuyết pháp. Thành ra đó, chúng ta dẫn dắt những người thân trong gia đình cũng như bạn bè mình cũng vậy, hay là những người bạn đạo cũng vậy, mình biết cái người này họ thích như vậy thôi, để họ thực hành theo cái sở thích của họ. Ở chừng nào họ thấy á, thì mình sẽ hướng dẫn dần lên. Chứ còn mà một sớm một chiều mà mình thấy được cái điều đó tốt đẹp, mình muốn giúp đỡ, mình đưa họ, nhưng mà họ bị hụt hẳn, tại vì cái nền tảng của họ chưa có vững vàng, cho nên khi mà mình đưa họ lên cao quá, họ sợ, thấy không? Đó. Cho nên là tùy theo cái nhân duyên, cái căn cơ của mỗi người, rồi chúng ta hỗ trợ giúp đỡ để họ có một cái sự thực hành, một cái niềm tin nó tốt đẹp. Xin trả lời cái thắc mắc của Văn Thanh. Thì quý vị biết rằng cái các pháp nó là vô thường, rồi cái thân ngũ quẩn này đó, nó cũng vô thường, mà cái tâm của chúng ta đó, cũng vô thường thay đổi. Cho nên á, là có khi á,
Có những lúc á, cái điều kiện thuận lợi thì cái sự thực hành của chúng ta nó dễ dàng, nhưng mà có những lúc do cái sự chi phối của thời tiết, của sức khỏe, của cái tâm chúng ta, cái thực hành của mình nó cũng trở mà không phải ngày trước ngày sau đâu, một giờ trước hoặc là mới vô ngồi thiền thì cái tâm mình nó rất là định. Chúng ta theo dõi, ghi nhận, quan sát cái đề mục nó rất là rõ. Nhưng mà 10 phút, 15 phút sau là bắt đầu nó thay đổi rồi. Thành ra chúng ta khi nào mà chúng ta quan sát thân tâm mà được tốt đẹp dễ dàng, tức là sao? Các cái pháp nó vận hành tốt đẹp. Rồi có những lúc á, là chúng ta quan sát mà cái tâm nó không chịu ngồi yên, nó cứ phóng vật hoài, nó chạy tới chạy lui lăng xăng hoài, thì gì để chúng ta thấy rằng á, chúng ta không có điều khiển được nó. Chúng ta mới thấy rằng á, tất cả các pháp nó là luôn 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 thay đổi theo cái quy luật tự nhiên của nó. Mà bây giờ nếu mình muốn điều khiển cái sự chánh niệm của mình á, cho nó vững vàng định tĩnh trên đối tượng, là chúng ta áp cái bản ngã rồi. Mình muốn điều khiển nó rồi, thấy không? Thành ra đó, từ đó chúng ta mới thấy rằng đó, lời dạy của Đức Phật là các pháp nó là vô thường, nó luôn luôn là thay đổi. Chính vì nó thay đổi mới có sự bất tội nguyện. Chúng ta muốn mọi cái gì nó cũng diễn ra theo cái ý của mình, muốn cái thân này nó an ổn, an lạc, muốn sự thực hành của mình nó thuận lợi, tốt đẹp. Nhưng mà đâu phải tất cả nó diễn ra theo cái ý của mình đâu. Cho nên là nó là vô ngã. Thành ra đó, cái vị hành giả là cái người mà khán giả, quan sát. Thấy không? Các pháp nó là gì? Giống như là những cái người diễn viên ở trên sân khấu vậy đó. Bây giờ nhiệm vụ của mình là theo dõi đề mục. Nhưng mà có những lúc nó biến chuyển. Thấy không? Cái tâm mình nó thay đổi. Có lúc thì nó an ổn, định tĩnh. Nhưng mà có những lúc nó bị cái tác động bởi ngoại cảnh, do thời tiết, do điều kiện thế này thế khác. Thành ra nó không có định tĩnh được. Thì biết cái giây phút đó, giây phút nào mà cái tâm mình nó định tĩnh, mình biết. Giây phút nào tâm nó phóng dật, nó chạy đi lăng xăng, mình biết. Đó, như thế nào. Mình đừng có muốn nó phải an ổn, muốn nó phải tốt đẹp, muốn như thế này, muốn như thế khác, là cái đó là sai. Thành ra đó, hồi đó Hòa Thượng Thiền Sư Sư Minh á, nó tại vì có nhiều khi á, mình hành thiền, nhưng mà rồi mình đem cái của mình áp đặt vô cái pháp hành. Mình muốn phải như thế này. Hồi nãy tôi ngồi tiếng trước nó tốt quá, an tĩnh, lạc quá, mà sao bây giờ mới ngồi cái bắt đầu cái tâm nó phóng dật, mới ngồi cái bắt đầu nó tê, nó đau, nó dứt thế này thế khác, thấy không? Cho nên á, Ngài mới nhắc nhở cái bổn phận của vị hành giả chỉ là quan sát, ghi nhận, hay biết đối tượng nó như thế nào, mình quan sát, ghi nhận như thế đó, danh sắc nó đang như thế nào, biết rõ như thế đó, chứ đừng có áp đặt hết.
À, đừng có so sánh, đừng có phân biệt, đừng có nói là cái này là tốt, cái này là xấu, à, cái này là nên, cái này không nên. À, đó. Cho nên á, Ngài mới dạy là tất cả các đối tượng là đối tượng. Không có đối tượng nào tốt mà cũng không có đối tượng nào là xấu. À, mình cứ nghĩ là khi mà mình ngồi với cái tâm mình định tĩnh, à, à, lắng yên trên cái đối tượng là tốt. Còn cái tâm mà nó chạy nhảy, nó phóng dật là xấu. Không có. Cái sự vận hành của tâm là như vậy. Lúc thì nó yên, có lúc thì nó lăng xăng, nó chạy tới chạy lui. À, mình đừng có áp đặt nó, bắt buộc nó phải nằm yên, đè nén nó, à, kia nó không có chịu. À, thành ra đó, Ngài nói đó, cái nhiệm vụ của thiền sinh là quan sát. À, bây giờ cái tâm định tĩnh, mình ghi nhận hay biết nó định tĩnh. Còn cái tâm mà phóng dật thì mình cũng vẫn ghi nhận nó phóng dật, chứ không có nói là cái tâm phóng dật là xấu. À, dù cho trong một thời thiền cái tâm nó phóng đi 100 lần, mình cứ biết nó phóng đi đem trở về, phóng đi đem trở về, chứ không có nói là nhiệm vụ của mình là như vậy. Nó diễn ra như thế nào biết như thế đó. Đừng áp đặt, đừng so sánh, à, đừng buộc các pháp phải như thế này, phải như thế kia là sai. À, về cái thái độ chân chánh trong cái sự thực hành. À, cho nên đó là, à, chúng ta nỗ lực chánh niệm tỉnh giác, ghi nhận rõ danh sắc, à, nó đang vận hành, à, các pháp nó đang hiển bày như thế nào, mình biết như thế đó là đúng. Đừng áp đặt, đừng so sánh, đừng buộc, à, nó phải theo ý mình. À, thì chúng ta phải hiểu như vậy để chúng ta thấy được cái định luật rõ ràng của tam tướng mà Đức Phật đã dạy. À, tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ não, tất cả các pháp là vô ngã. À, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái trí tuệ chúng ta nó, à, nhận thức được cái đối tượng, à, theo cái lời dạy của Đức Phật, đúng theo cái chân lý. À, xin, à, chúc, à, Quan Thanh nhiều sức khỏe, an vui, tu tập, à, nhiều tiến bộ trong mùa Bụt Thầy. Và bây giờ thì, à, chắc cũng, à, thời gian cũng còn ít, nếu mà không còn, à, câu hỏi nào thì, à, à, mời, à, các cô Quan Hỷ, à, sám hối và xin, à, thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú Linh Thầy. Dạ, con, kính tri ân Ngài. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Dạ, con cũng xin sám hối với đạo tràng. Nãy giờ con lăn xăng, con bật mở máy xong con chạy, nhưng mà con thấy còn 7 phút nữa. À, xin Ngài nán lại. À, lúc mà cái câu hỏi của Quan Thanh hỏi về, à, lúc tọa thiền con quan sát hơi thở ra vào rất nhẹ nhàng, nhưng có hôm quan sát thân tâm một cách dễ dàng, nhưng có hôm ngồi xuống trong thân khó chịu, không thể tọa thiền. Thì qua câu hỏi này thì con kính thỉnh Ngài dạy cho con tiếp. À, khi mà cái tâm mình mà ngồi xuống bị phóng dật chạy ra chạy vào, có nghĩa là nó lung tung, thì mình phân biệt, nếu mà phân biệt về danh sắc á, thì thế nào là danh và thế nào là sắc? Và con kính thỉnh Ngài dạy cho con hiểu rõ ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì trong Di Diệu Pháp định nghĩa về cái vật chất vô tri vô giác, nó là sắc. À, biết được cái đối tượng là danh. Thành ra đó khi mà một cái vị hành giả mà quán sát về cái tâm của mình á, thì cái tâm mà quan sát nó cũng là danh, nhưng mà cái sự phóng dật thực hành cái vận hành của tâm á, cũng nó là danh. Nhưng mà mình biết được cái trạng thái của cái tâm lúc đó nó như thế nào ha, mình quan sát, mình ghi nhận, mình theo dõi nha. Còn cái sự vận hành của tâm, giống như á, quý vị thấy rằng á, những cái người thợ họ làm cũng vậy, phải không? À, cái những người thợ thì ông trai ông biểu là bữa nay là ông xây cái đoạn này, ông làm công việc này, ông làm dùm công việc kia. Nhưng mà cái người mà cái ông tổ trưởng, ông người cai á, nha, thì họ không có làm, nhưng mà họ đứng họ quan sát những cái người thợ này làm. À, đó, thành ra đó, cái sự theo dõi này đó, nó là danh. À, còn quý vị quan sát về cái chuyển động của hơi thở đó, thì cái tâm mà ghi nhận cái chuyển động nó đang diễn ra, cái chuyển động hơi thở vô, hơi thở ra, à, mình phân biệt là cái tâm mà quan sát ghi nhận nó là danh. Còn cái chuyển động hơi thở vô ra nó là sắc. À, mình phải hiểu vậy đó. À, tại vì cái chuyển động này á, nó không có biết nó là vật chất, nó là sắc. Nhưng cái tâm mà theo dõi ghi nhận biết cái chuyển động này nó đang sanh, đang trụ, đang diệt, à, từng giai đoạn rõ ràng vậy đó, nó là danh. À, đó, thì thành ra mình phải phân biệt rõ ràng cái nào là danh, cái nào là sắc. Sắc sanh, danh sanh, à, sắc diệt, danh diệt. Cái tâm quan sát ghi nhận cái hơi thở vô, khi hơi thở vô diệt thì cái tâm quan sát ghi nhận cái hơi thở vô nó cũng diệt. Rồi bắt đầu cái chuyển động của hơi thở ra là cái tâm quan sát ghi nhận mới. À, cái hồi nãy mình quan sát ghi nhận cái thở vô nó diệt mất rồi. Bây giờ cái mà quan sát ghi nhận cái hơi thở ra này là một cái tâm khác. Nha. Nhân quả, à, sanh diệt liên tục. À, thành ra mình phải phân biệt rõ ràng cái nào là danh, cái nào là sắc, nó không có lẫn lộn. Rồi cái sự ghi nhận của mình cũng phải đúng theo cái diễn trình. À, cái chuyển động vừa sanh khởi mình ghi nhận, nó chấm dứt mình ghi nhận. À, không có trước mà cũng không có sau. À, nó xảy diễn như thế nào, biết rõ ràng như thế đó là đúng. À, thì xin giải thích cái thắc mắc của cô tu nữ Tại Duyên, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều kinh nghiệm quý báu. À, bây giờ thì xin mời cô Kim Dung sám hối rồi sư xin kết thúc buổi sinh hoạt. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, cầu mong các ngài pháp thể căn an, chúc tất cả quý
quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thố sa thố. Dạ một lần nữa con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài kinh Tương Ưng bài số 10 các ngoại đạo sư và trả lời các câu hỏi của đạo tràng ạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ xin cảm ơn ý đạo hữu đã đưa ra các câu hỏi để sư trả lời, qua đó thì giúp đạo tràng hiểu thêm về bài học, về cuộc sống và hiểu hơn về giáo pháp của Đức Phật Gotama. Rất mong rằng về sau được sự đóng góp của các quý vị nhiều hơn nữa để chúng ta cùng học hỏi, cùng nhau tiến bước trên con đường đã chọn. Dạ. Bài học đã kết thúc, con xin được thay mặt đạo tràng sám hối Tam Bảo sau khi nghe pháp ạ. Uttamang ge na wande habada bang sung varuttamang butthe yo khalito do so buttho khamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na wande hang tham manh cha du vit hang wa rang tham me yo khalito do so tham mo kamatu tang ma ma. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na wande hang sang khai tho mang sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tang ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Để kết thúc buổi học pháp hôm nay, con kính Pháp Thanh chúc phúc đạo tràng con được tròn phước báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ con kính thưa mít. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutana vavena sadaso thi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammana vavena sadaso thi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghana vavena sadaso thi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả phải. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thu lành thay. Dạ con kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Con kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya devata sang ti quy ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình ta tham ma đa ne na pha quan tu bu chi ta so thình ca ron te tha quy ha ra man đa lê thế ra cha mai cha na wa ca cha phi kha vô sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca Gama cha de sa ni gama cha isara sabba na phu ta sukhita pha wan tu te cha la bu cha je bi cha anam pha wa san se